Xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì mình quay trở lại thăm chú mới anh. Bẩm hơn khoảng 3 tuần vừa rồi thì mình rất là bận việc cho nên là mình không đến thăm được. Có rất nhiều cô chú anh chị hỏi thăm mình tình hình sức khỏe của chú bây giờ ra sao. Thì hôm nay thì mình ghé mình thăm để coi thử là chú có sự thay đổi gì như thế nào không nha mọi người. Dạ, cô mở cửa giùm cho con với ạ. Ở mình bữa nay không khóa lại hả cô? Vâng, cô mới đưa ra đem cơm cho chú ăn. À thế ạ. Đây hôm nay thì nhà có quạt rồi. Nhớ con ông chú. Nhớ đúng không? Nhớ con làm gì? Làm chú con ghé đây thăm nhớ không? Nhớ con tên gì nhớ không? Tên là nhớ không? Không nhớ nhưng mà nhớ gì chú kể cho con nghe thử đi. Đúng không? Con thưởng con có quà. Nhớ con hôm trước con tặng chú gì? Hôm bữa con tới con thăm chú con tặng chú cái món gì á? Chú nhớ không? Hôm trước con tặng chú món gì ở đờn? Dạ đúng rồi, đúng cái đờn rồi. Đờn nào chỉ cho con coi thử đi. Đờn đó. Chú đánh được không? Được đúng không? Lấy cho con lấy đánh cho con nghe thử đi. Quên nhưng mà đánh chơi thôi, đánh chơi thôi. Đánh chơi cho con thấy biết chú đánh thử chú còn biết cầm đàn không? Cầm như thế nào không? Dạ. Lấy cho con coi nè. Này chú mới anh thấy tươi tắn hơn rồi nè. Thấy chú mới anh khỏe rồi nè. Quần áo thì biết ngỏ móc lên nè. Đó, móc quần áo lên có. À chú mới anh tự móc lên ha. Cô chú tự móc hay là cô móc lên? Cô móc lên. Dạ, cô móc lên. Đây bây giờ chú mới anh sẽ lấy đàn ra và sẽ đàn. Trong lúc chú đàn thì cho mọi người xem cái chân của chú. Cái chân này thì hồi xưa thì lở lét ghê lắm. Nhưng mà bây giờ thì lành lặn hết rồi. Móng chân thì được cắt gọn gàng hơn so với trước. Bây giờ thì chú đang kéo cây đàn guitar. Đây là guitar dành cho không biết dạng gì, mình không rành về âm nhạc. Nhưng mà cái này thì dành cho đánh để phục vụ ca cổ thôi. Cái lương nữa. Mừng quá quên. Dạ dạ. Chú mấy anh nói lâu quá quên rồi. Ngày xưa chú mấy anh chơi đàn giỏi không ta? Chú mấy anh. Chú nói một cây đàn xứ dừa. Cái đàn rất là đẹp. Ngày trước là chú mấy anh là đóng nhân vật gì nhỉ Phong nhỉ? Đóng ông Ba Hộ. Ba Hộ gì á? Ba Hộ. Chú mấy anh ngày xưa đóng toàn vai ác không? Lâu quá bỡ lâu quá quên. Dạ. Quên đơn đại ra. Đơn đại. Bắt đại đi. Đô trưởng. Chúng anh biết bấm nút đô trưởng không? Đô trưởng là thứ rồi đó. Ờ cho nên chúng anh đánh nghe nè. Quá quên. Kệ chúng anh cứ đánh thử. Đàn này dây nghe hai em chú. Cái âm thanh nghe hai không? Hai ạ. Dạ. Hồi xưa chú mấy anh chơi được bài gì nè? Cổ. Ca dặm cổ. Rồi bài gì nữa chú? Dạ, bài dặm cổ là đặc sắc ở miền Tây Bến Tre luôn á. Nếu mà chú không nhớ thì chú lấy cho con cái máy nhạc hôm trước con mua cho chú á. Chú mở cho con nghe thử chú biết giọng ca sĩ nào trong bài hát đó. Kính thưa các bạn thì hôm trước khi mà mình mua tặng cho chú thì mình góp rất là nhiều bài nhạc cải lương. Trong đó có cả kinh Phật luôn, kinh A Di Đà. Nhưng mà không biết là chú có nhận diện được những cái giọng ca của những cái nghệ sĩ cải lương lâu đời rồi, những nghệ sĩ cải lương thập niên 80, 70 và trước khi giải phóng luôn. Đây chú cứ để tạm đi, tí nữa con đóng lại cho chú lấy cái máy đài cho con nghe thử đi. Chú cứ để đó, tí nữa con mở cái thùng cho. Chú mới ăn ở chỗ này rất là ngăn nắp. Khi mà ngày xưa chú đi lính
chú được đào tạo trong quân ngũ rất là gọn gàng nên bây giờ vẫn còn giữ nề nếp như ngày xưa. Chú mấy anh em, chú không cạo râu của chú? Sao chú không cạo râu chú cho trẻ đi? Có ạ? Có mà cạo không kịp, nhiều quá. À, tự cạo hay là chú mới em? Em cắt. Cô em cắt. À, chú mấy anh khi mà ví dụ nếu như con đưa tiền cho chú mấy anh thì chú mấy anh có biết không con nhịp? À, chú mấy anh biết tiền không? À, cô Nhiệm, cô đứng đây giúp con với. Dạ, thì hôm nay con ghé thăm lâu quá, con ghé chủ yếu là con thử tình hình sức khỏe của chú mấy anh như thế nào thôi. Hôm nay thì con trên người con có $100, con đổi ra cho cô được làm tròn luôn, cho cô là 2.4 triệu. 2.4 triệu, cái món quà này là từ cô Hệ Dung ở bên Mỹ tặng cho mình $100 để quay tên dạ, cho mọi người biết là cô Hệ Dung, pháp danh của cô thôi, cô tên thật hay không phải tên Hệ Dung. Cô theo Phật đạo Phật thì con gửi cho cô 2.4 triệu, đây là món quà của cô Hệ Dung. Con xin mượn tờ tiền, 2 tờ tiền tạm này đi để có thử chú anh có biết không. Bây giờ ở đây là cô cũng xin cảm ơn cô Hệ Dung á, gia đình cũng rất cảm ơn chú anh ơi. Chú biết tờ gì đây không? Phong đang ra một phép thử nha các bạn. Chú tắt máy, chú nói lại giúp con với. Để con tắt ra, để con tắt ra. Áo, băng ngược lại. Rồi, cái này là tờ bao nhiêu? 50 ngàn hả? Tờ này là bao nhiêu? Tờ bao nhiêu tiền? Chú nhìn kỹ lại, chú bị cận thị. Không thấy rõ đúng không? Nhìn bên này thấy không? Nhìn bên này thấy không? Số bao nhiêu không? Còn tờ này bao nhiêu? Tờ này bao nhiêu? Sao cười? Tờ này bao nhiêu? Cái này con chọc chú á, này là cái phong bì thôi. Phong bì tiền. Tờ này là tờ 500 ngàn. Tờ mệnh giá lớn nhất. Tờ này là tờ 200 ngàn. Tờ này đóng được tiền điện nè. Tiền điện dạ. Bây giờ con hỏi lại chú, tờ này là tờ bao nhiêu? Đúng rồi, chú nhớ hay á. Tờ này bao nhiêu? 200 ngàn, đúng rồi. Còn tờ này bao nhiêu? 100 ngàn. Con chọc chú á, đây đang mãi tờ, đây cái phong bì thôi nha. Đừng tiền. Con gửi cho cô ạ. Rồi chú mở mấy đài cho con nghe thử đi. Cái này là ca sĩ nào? Ca sĩ nào ạ? Lệ Thủy đúng không? Chú thích nghe bản của nhạc ca sĩ Lệ Thủy không? Thích hả? Nhận diện ra được giọng của ca sĩ. Chú mới anh có thuộc một đoạn nào không? Không thuộc. Dạ. Vở đây tên gì? Vở cải lương này tên gì? Vở cải lương mà chú đang nghe là tên gì? Dạ. Tên gì ạ? Ca bản hả? Dạ. Là hát dạng ca bản trong cải lương đúng không? Thôi chú tắt cho con, tắt cho mình con ơi. Cho con coi thử chú. Cho con mượn cái remote với cô Nhiệm ơi. Này nè các bạn, hôm trước thì có một cô bên Úc gửi tiền cho mình để mua tặng cho chú một cái TV. Để chú xem TV cũng như là xem cải lương cho đỡ buồn, khuây khỏa hơn là nghe đài. Đây là cái sản phẩm mà của anh Ngọc Chí Dũng, chủ kênh Tin Nóng Từ Dân. Anh lắp đặt giùm. Anh Dũng đang ở nhà cô Khuê các bạn. Anh Dũng đang ở nhà cô Khuê, cô gái bị xích cùng bị nhốt trong cái lồng sắt 15 năm. Và bây giờ chú mở TV cho con xem thử là coi cái TV thử có chương trình gì mới không? Bấm lúc nào chú?
bấm cho con cái nút màu đỏ, nút trên cùng, trên cùng màu đỏ. Chú chỉ vào cái tivi á. Chú chỉ vào tivi á. Chỉ vào tivi. Chưa được. Giơ thẳng tay lên. Rồi để con phụ chú chắc, để con phụ. Đó. Đây, ở tivi chuẩn bị sáng đi em. Chú mới anh có thích coi tivi không? Dạ thích coi tivi hả? Chú thích coi chương trình gì? À, cải lương hay là phim? Phim. Dạ. Đó, cho mọi người xem tivi nè. À, đây góc ngủ của chú. À, do đào tạo được quân đội, từ quân đội cho nên là mình gói đồ xếp gọn nghe không? Chú có hay coi tivi không? Có hả? À, có tivi nó có nói chuyện ồn ào cho chú có khó chịu không? À, dạ. Đây vậy là biết ở sử dụng tivi rồi đúng không? Chú biết sử dụng rồi đúng không? Rồi con kiểm tra thử chú có biết cách bấm thôi à. Ủa sao đợt này con thấy cái bụng của chú bự vậy ạ? À? No sao mới ăn cơm no hả? Sao bữa nay ngồi sao cái thế ngồi lại giống như hồi xưa? Chú ơi, chú ăn cơm xong á, chú ngồi chú nghỉ ngơi, chứ đừng chú cứ đừng có ngã nghiêng ngã ngửa gì nữa. Để ngồi nghỉ cho nó khỏe chú mới ăn nha. Dạ. Hôm trước khi mà trước khi gặp thầy ca là chú mình vô mình mới gặp chú cũng ngồi cái kiểu như vậy này, đúng không con? Sau đó thì những cái đợt gần đây thì không có, chú ngồi thẳng thớm, chú ngồi phải ngồi vậy đâu, chú để trong dưới này nè. Đó, chú tập thể dục cho con coi thử đi. Dạo này có tập thể dục không chú mấy anh? Có. Đó, chú dạ. Tập đó, đứng dậy tập luôn. Chú đứng dậy được không? Đó. Tập sao trong quân đội chú khởi động sao? Ngồi xuống đứng lên rồi có. Đó, chú phải thường xuyên tập thể dục cho nó khỏe, cho nó giãn gân giãn tốt vậy nè. Chú thử đi ra cửa xem mà chân chú đi cứng hơn. À, chú đi ra ngồi đây cho thoáng đi chú. Chú đi ra trước đi. Vào đây mặc áo cầu thủ đá banh rồi nghe ha. Có thương hiệu Adidas nữa kìa. Của đội gì đây? Long An Galaxy à? Chú có ăn ngày xưa có đá banh không? Không có. Không có đá banh. Rồi chơi bóng chuyền không? Rồi chạy bộ thôi. Dạ. Chú cháu mình ngồi đây nói chuyện chú nhỉ? Có ghế không cô? Cho con mượn cái mấy cái ghế. Ngồi đất được. Thôi ngồi dưới đất đi chú. Chú ngồi đất đi chú. Ở trong kia nóng quá. Ở trong đó hơi ngợp ngạt và hơi bị nóng. À, chú mấy anh bây giờ rất là khỏe. Sao khu này nhà chú mới anh nóng nhỉ? Do là máy tôn này. Chú thấy nóng không? Không nóng lắm. Dạ. Chú, từ ngày nhà mới có tivi mới, có quạt mới thấy sướng không chú? Thấy vui không? Dạ. Chú có muốn đi ra ngồi phố chơi không? Thiệt á, con hôm sau con lấy ô tô con chở chú đi. Thích đi ra ngồi phố chơi không? Nó có nghe đi. Đi không? Chú đi chơi không? Chú đi ô tô lần nào chưa? Chưa luôn. Dạ bây giờ hôm nào chú đi không? Hôm nào chở chú ra thành phố Bến Tre nè. Nha, hôm sau chở chú đi ra phố chơi nha. Hôm sau con xuống sớm cái con chở chú đi dạo dạo. Ra đó đi ăn. Được không? Thì ở chỗ đi uống cà phê nha. Chú chịu không? Chú gật đầu là con sao con chở chú. Chịu đúng không? Rồi đó. Chú mới anh chịu rồi nha. Hứa với con rồi nha, hôm sau con chở đi. Hôm sau cái bệnh nói tới cái không đi nữa chết con á. Chú muốn uống cà phê không? Chú con mới thích uống cà phê không? Thế chú thích uống bia Sài Gòn không? Không ạ. Chú anh biết bia mà. Biết bia mà đúng không? Chú biết uống bia không? Biết. Nếu con không mà mấy anh có lỗi lành á, làm sao mình còn có cái bia chẳng à. Uống uống được, xịn lắm. Uống mà thấy mình hỏi mặt, không biết là gì. Chú mấy anh uống được mấy lon bia á? Giờ ngón tay bao nhiêu lon? Giờ cho con coi thử ấy. Bao nhiêu lon hoặc là bao nhiêu chai? Uống mấy lon là xịn. Thiệt á chứ chú nói. Ba lon không chú? Hai lon hay là một lon là xỉn rồi. Cho mấy anh cười. Hôm nào cháu xuống cháu nhậu với chú nhé.
Rồi. Chú mới anh thích ăn món gì chú? Chú thích ăn món gì ạ? À? Không, hồi muốn ăn là không chịu nói mắc cỡ. Mấy đợt trước còn mắc cỡ vậy á. Ngại ghê lớn mắc cỡ. Dạ. Hỏi ăn món gì nói cho mấy cháu biết rồi. Ăn món gì? Ăn món gì? Cô đi chợ ra hỏi cái gì ăn mì thịt. Ăn bánh mì thịt hả? Ừ. Thích ăn bánh mì thịt. Đi chợ mấy lần ra hỏi gì ăn mì thịt mà. Đợt này ăn bánh mì thịt chưa? Sáng giờ chú ăn bánh mì thịt chưa? Ăn chưa? Bữa nay thấy vui rồi. Chú mới ăn ăn phở chưa? Phở bò. Không biết. Chỉ có bánh mì thịt thôi. À, kính thưa các bạn là hôm nay là ngày mấy ta? Hôm nay là ngày 12 tháng 7. 12 tháng 7. hơn 2 tháng rưỡi khi mà mình tới thăm chú. Trong 1-2 tháng rưỡi rất là ngắn gọn như thế này, nhưng mà chú đã thay đổi rất là nhiều. Nhờ sự quan tâm của rất nhiều người. Hầu như là sau khi những clip của mình và bạn Châu Đại Dương với anh Dọc Đường Gió Bụi đăng lên thì rất nhiều người đến thăm. Chú được tiếp xúc rất là nhiều người và tinh thần của chú thay đổi rất rất lớn. Và cũng hy vọng rằng là chú ráng giữ vững cái tinh thần này nha. Con véo cho con này, véo con hôm sau con chở đi uống cà phê. Véo ngón út này, đường ngón út. Đó. Rồi. Nhìn vô. Nhìn vô. Giật ra. Giật ra. Giật mạnh ra. Rồi. Rồi hôm sau con chở chú mang dép, con mua cho đôi dép. Mang đi cỡ. À. Đây này có đôi dép sẵn này, hôm sau hay là giờ đi luôn ra. Hai anh em hôm sau con ghé con thăm chú, con chở chú đi ô tô nha. Cho chú biết ngồi xe hơi như thế nào nha. Đi một dạo ngắn thôi nha. Cô Nhiệm ơi, sao cái bàn kia bị vỡ rồi? Dạ. Vừa rồi thì cô Nhiệm cũng có chia sẻ một cái nội dung mà mình cũng thấy cũng chưa có mãn nguyện lắm. Đó là những ngày qua thì chú mới anh có những cái biểu hiện thay đổi, biểu hiện trở lại như cũ. Sức khỏe của chú có vẻ đợt này là không được ổn định cho lắm. Bây giờ cho con hỏi chú này, sao chú có biết là hôm nay cô Nhiệm á cho chú ăn cơm á, sao chú hay chửi tục vậy? Chú có chửi tục không? Không có hả? Tại vì con nghe cô Nhiệm mới kể là chú hay dùng cái từ là đồ mẹ. Không có hả? Không phải chú đúng không? Với lại chú hay ăn cơm, một cái nữa là cô Nhiệm cũng mới nói với con là chú ăn cơm ăn bị ngán luôn. Chú có biết như vậy không? Chú biết là chú ăn cơm ăn nhiều vô, ăn liên tục mắc ngán không? Có hả? Có, nhưng mà chú không có chửi. Chú có chửi không? Có hả? Chú có chửi không chú? Không có đúng không? Dạ. Chú có thể kéo cho cháu cái áo để cháu xem bụng của chú bị sưng như thế nào được không ạ? Qua thử cái bụng của chú thôi ạ. Đó. Chú là chú còn thấy tức quá chịu bụng không ạ? Hai mệt lên bụng. Hơi mệt bụng của chú. Đang mệt chỗ nào chú chỉ cho mệt cho con ấy. Chú thả áo xuống, chú chỉ chỗ cái người chú bị mệt ở chỗ nào trên người chú? Cơ thể của chú đang bị mệt mỏi ngay chỗ này. Ngay chỗ đấy à? Ngay chỗ phần ức. Hôm trước thì khi mà thầy ca tới thì bị mệt chỗ này. Gần hôm trước thì đợt sau khi thầy ca đi rồi về nhà mới, về đây sinh sống thì hơi bị cùng hơi mà mệt chỗ này. Nhưng mà đợt này thì xuống dưới phần này. Bây giờ chở chú mấy anh đi khám bệnh được không? Chú mấy anh đi không? Chú đi khám bệnh không? Chú đi bác sĩ không? Chú đi khám bệnh nhá, để siêu âm mới được chụp mà nội soi xem bụng sao nhá. Để cho nó hết bệnh. Đúng không chú? Mình đi ra ngoài á, có bác sĩ người ta khám cái cho thuốc gì uống. Chứ mình để lâu là nó bệnh á. Bệnh là mình đi không nổi luôn á chú. Chú mấy anh đồng ý không? Suy nghĩ. Sợ quen bác sĩ. Thế bác sĩ ơi, bọn cháu xuống đi uống cà phê rồi ra phố thì đi qua bệnh viện khám bụng nhá. Nha. Chú nha. Nha. Được không? Là chịu á. Cừ là chịu á nha chú. Chú nói ok chú. Ok, chú kêu ok. 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 Rồi. Chắc tụi con cũng ghé thăm lâu tụi con ghé xuống thăm chú thường xuyên nha. Chú ăn uống rồi vô nha. Rồi nghe lời cô Nhiệm, đi tắm rửa nè, sạch sẽ rồi đi vệ sinh cũng xử lý sạch sẽ luôn nha. Mà công cô giặt đồ tội cô dơ đồ nha.
Rồi giờ chào tụi con, thứ nhất là chào tạm biệt Tây và chào kiểu quân đội ấy. Tụi con xin phép. Chào chào tụi con ơi. Đó, rồi chào vẫy tay. Cười 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 cười. Rồi con chào chú nghe. Chào anh nha. Con chào chú nha. Tụi con xin phép đây. Rồi chú mới anh nằm nghỉ chơi nha. Chú nằm xuống ơi, chú nằm xuống ơi. Chú nằm xuống ơi chú.